Vợ nghệ sĩ ưu tú Công Ninh, tố chồng không còn lãng mạn, không nhớ sinh nhật vợ tại vợ chồng son. Năm 2012, nam nghệ sĩ kết hôn với nữ diễn viên lồng tiếng Trần Thị Tuyết Vân, kém anh 21 tuổi. Dù có sự chênh lệch nhiều về tuổi tác và quan điểm sống, nhưng không thể phủ nhận tình cảm của vợ chồng nghệ sĩ Công Ninh rất sâu đậm, nghĩ cho nhau và cho gia đình rất nhiều. Cả hai hiện sống hạnh phúc cùng cô con gái 9 tuổi. Tới phần bóc phốt bạn đời, Tuyết Vân khiến ông xã Công Ninh phải toát mồ hôi hột. Cô tiết lộ, tới khi quen nhau rồi thì anh không còn lãng mạn nữa. Mình tức quá hỏi thì anh nói lúc cua thì phải vậy. Anh hay quên lắm, số điện thoại hay ngày sinh nhật vợ anh cũng không nhớ. Mình định trách rồi mà suy nghĩ lại sinh nhật anh còn không nhớ. Nói đến điều muốn thay đổi ở bạn đời, Tuyết Vân bày tỏ, mình muốn anh suy nghĩ thoáng ra, tôi cần cảm giác chồng tôn trọng mình. Nhiều khi anh thấy tôi còn nhỏ nên cư xử như là học trò. Lắng nghe chia sẻ của bà xã, nghệ sĩ Công Ninh cũng nhìn nhận lại và chia sẻ, tôi muốn Vân tinh tế hơn, hỗ trợ cùng tôi để quán xuyến gia đình. Nhiều khi cổ vô tư quá, tôi phải lo hết. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cho Vân tự quyết định trong cuộc sống cũng như công việc. Tại chương trình, vợ chồng nam nghệ sĩ rất nhiệt tình tố đối phương, mang tới nhiều tình huống dở khóc dở cười, nhưng cũng rất thẳng thắn nhìn nhận ưu nhược điểm của cuộc hôn nhân và cố gắng tìm hướng khắc phục. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!